Ok, chào mọi người. Hôm nay shop lại gửi cho mọi người ít cây cần nha mọi người. Thì đây đa phần sẽ là cần hai khúc nha mọi người, cần hai khúc. Thì cần này sẽ là cần he chi, chuyên về cho anh em là câu chính ghe, chính bè, chính thuyền. Đó. Anh em có thể câu tôm, câu cá trắng, anh em câu cháp, cá hành, cá cháp đều rất là ok nhé. Cần này thì chuyên về cho anh em là câu cảm giác. Rồi, để shop lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ không lắp ship lên đó thì anh em cứ gửi ship nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, đi gửi mọi người tham khảo cây số 1. Thì cây số 1 gửi cho mọi người tham khảo một cây cần sẽ thứ tinh nha mọi người. Sẽ thứ tinh. Cây này là cây sẽ thứ tinh mà nó dạng rỗng đó mọi người. Đó. Thôi nó đây. Đó. Thì cây này nó sẽ dài là 1m8 và cần này sẽ là cần he chi. Đó. Bát sẽ là bát Fuji, phen sẽ là phen Fuji. Cần này thì có hai đọt, một đọt cứng là 8 m và một đọt cứng là 15 20 nha mọi người. Đó. Cần dài 1m8 này thì chiên cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, câu cảm giác thôi. Cần này đánh cảm giác rất là phê nha anh em. Đó. Phen nữa đây. Phen là phen Fuji hết nha mọi người. Đó. Cần thì độ mới này, cây này gơ tầm khoảng 90-92%, rất là mới, không có xây xác gì nhiều, tem đầy đủ. Thì cây này nó nặng 124g, đọt 1.8 l, dài 1m8, đọt 1.3 l, độ cứng là 8 m, đọt 1.4 l, độ cứng là 15-20. Rồi giá công khai cái số 1 giá là 400k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 gửi cho người một cây cần rất là bíp nha người. Đó. Thì đây một cây cần của hãng Shimano. Đó, một cây Heiji Shimano. Shimano Hipower X. Đó. Cây này một cây Shimano Heiji cắm gốc lở. Dài 1m5 nha người. Dài 1m5. Đây. Hay chi mà dài 1m5 này thì rất là hiếm mà. Đó. Cái này thì anh em chiên cho anh em câu trên cano nè, nó câu trên bè nè. Đó. Anh em câu khỏi, anh em di chuyển rất là gọn mọi người, rất là dễ, phôi sẵn rất là đẹp. Cần thì ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha anh em. Đó. Rất là mới. Và cái này hai đọt cứng khác nhau. Cái này nặng là 100, cái này nặng là 95g. Dài 1m5. Thì cái này đọt là đọt tháp người, đọt tháp. Đó, nguyên zin thích nhá. Nguyên zin thích luôn. Đó, rất là xịn. Thì cái này hai đọt, một đọt 0.8 á, độ cứng sẽ là độ cứng 5 và một đọt 1.1, độ cứng sẽ là độ cứng 10. Đó. Đây, đọt lên đây mọi người. Đó, rất ok nhá. Đây. Thôi chuẩn chỉ rồi. Đó. Thôi Shimano khỏi bàn. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 1.500.000 người, 1.500k cộng ship. Đó, một cái cần hai đọt, mấy cái này thì đọt rất là đanh nhanh nè. Đó, anh em yên tâm. Đó. Phát tín hiệu rồi, khỏi chê. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 gửi những người vẫn là một cây cần của Shimano. Đó. Đó, một cây Shimano Hipower X luôn. Đó. Thì cái này sẽ dài là 2m1 nha anh em, dài 2m1. Và cái này độ mới nó ra tầm khoảng 93-95% nha, cũng rất là mới nha mọi người. Cán này cán máy chèo. Thôi bon sẵn. Thì cái này dài 2m1, đọt của nó sẽ là 1.8 l và đọt sẽ là đọt tháp. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 10-20 nha anh em. Đọt cứng ra tầm khoảng 10-20. Cứng đều vô trong. Cái này nặng sẽ là 165g. Đó. Rất là đẹp. Phen Fuji, bát Fuji. Đó. Cổng chê. Cần thì nguyên zin nha anh em. Đó. Không lộ chế lỗi lầm gì hết. Ừ. 2m1. Rất ok. Đọc cái này nè. Rất là đanh nha. Đây. Thế này thì nên tự hiểu. Rất là đanh. Rồi giá công khai cây số 3 giá 1.3 triệu người, 1.3 triệu cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 gửi cho người một cây cần
Shimano, vẫn là một cây càng Shimano nội địa nha mọi người. Cây Shimano, cây này dạng đề cao nha mọi người, cán là cán carbon, cán liền luôn. Thân là thân sơn, họ sơn cánh kim mọi người. Cây này ga năng rất là đẹp nha. Đây. Rất là đẹp. Thì đây một cây Shimano dài 1m8. Nặng sẽ là 118g. Đọt cái này sẽ là đọt 0.9 nha anh em. Đọt 0.9 và đọt sẽ là đọt thấp. Bu nó là bu xít. Càng rất là đẹp nhé. Và cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 10 độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 50. Chuyên về cho anh em có cảm giác. Rất là đẹp cái càng. Cán liền căng. Đôi máy chèo. Test tập cái này xem. Rất là đành nha. Rồi, giá công khai cái số 4 giá 1.4 anh em. 1.4 cộng ship với số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 gửi cho người quản một cây Shimano, đề cao. Cán máy chèo. Thân là sơn ánh kim. Rất là đẹp. Cái này nội địa nha anh em. Cái này nội địa. Bát là bát Fuji, bát liền căng. Cái này là một cây cần Hechi dài 1m8 luôn nha anh em, dài 1m8. Phen là phen Fuji đổi xám, bu là bu xít nha anh em, bu xít. Nguyên chin hết nha, cần thì nguyên chin, chưa độ chế gì hết. Thì cái này nặng là 135g, đọt 0.9. Thì cái này nó sẽ cứng hơn cây kia một tí, là cây này nó cứng từ 15 đến 20 nha anh em, nó cứng từ 15 đến 20. Dài 1m8 thì quẳng là chuẩn và chỉ cho anh em câu trên bè trên thuyền nhé, câu cảm giác. Một cá hanh, cá cháp, mấy con cá mú, mấy con cá bò nè. Anh em có thể miền Tây thì có thể câu tôm, câu cá lăng. Đọc mấy cái này thì rất là đanh này, anh em yên tâm. Rất là đanh nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 5, giá 1.3 anh em. 1.3 cộng tiếp cây số 5. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 gửi cho người quản một cây cần của Shimano. Cản là cản máy chèo, phôi vẫn là phôi carbon. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji anh em, phen là phen Fuji. Thì cây này dài một, dài là 2m1, độ cứng cây này thì sẽ là độ cứng 15 nha anh em, độ cứng là 15, dài 2m1. Cây này sản xuất tại Korea. Đây là độ phôi carbon, ngoại hình cũng còn rất là đẹp. Đọt đương nhiên sẽ là đọt tháp nha anh em, đọt sẽ là đọt tháp. Đây, phen ở đây. Keo chỉ phen đều ok hết nha mọi người. Có mấy cái phen trong lòng xứng nó dơ dơ thế này à. Thì shop gỡ đi, shop sẽ lau chùi lại cho anh em nhé. Nói chung thì cần mới về luôn, chỉ có kiểm tra sơ qua thôi, chưa vệ sinh gì hết luôn. Càng rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này nặng là 110g, dài 21, đọt 1 ly, độ cứng 15. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 700k anh em. Cây số 6 giá 700k nhé. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người quản một cây cần của Hechi, cây này whip nha mọi người. Thì đây một cây cần Hechi của hãng Daiwa. Đó, hãng Daiwa. Phen cái này sẽ là phen xít hết nhanh nè, heo chì phen xít rất là xịn nha mọi người. Bát sẽ là bát Fuji, phôi là carbon sẵn. Đây, phen xít hết nha. Thì cái này dài sẽ là 2m1, nặng sẽ là 112g nha anh em, nặng là 112g, phôi carbon sẵn nè mọi người. Phen xít hết nhanh nè, rất là xịn. Đây, một cây heo chì rất là xịn luôn của nhé, đến từ đại qua của hàng đại qua. Đọt đây, đọt cái này sẽ là đọt một ly nha em, đọt một ly, đọt sẽ là đọt tháp. Thì cái này độ cứng nó chỉ có 10 đến độ cứng từ 5 đến 10 thôi nha anh em, độ cứng tương đối mềm. Cái này đánh cảm giác hết bài, vôi rất là đẹp. Cái được sản xuất tại Taiwan nha anh em, được sản xuất tại Taiwan. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 1.3 anh em, 1.3 cộng ship cái số 7. Rất là ok nhé, ngoại hình tổng thể đẹp nha mọi người.
ưng tiền nhất là bộ phen, bộ phen chiết nguyên nguyên cây luôn, rất là xịn. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 gửi cho anh em một cây cần của hãng Daiwa. Đây, cây này cũng còn rất ok, foil là foil carbon. Phen của cần sẽ là phen Fuji nha anh em, phen của cần sẽ là phen Fuji, bát sẽ là bát Fuji. Đó. Cây này cứng là cứng 20, dài 1m8. Foil sơn đẹp nha anh em. Cứng 20, dài 1m8 cho anh em có cảm giác câu ngâm, câu chỉnh ghe trên bè. Đó. Nói tới 20 chơi cái này nó cứng đều từ tầm khoảng 15-20 thôi nha anh em. Đây, đọt ra đây, rất là đành nhé. Thì test cho anh em xem. Đây, cố hình chữ C được mà. Đó. Đó, quẩn chiên về cho anh em có cảm giác nhé. Cần he chi thì nó sẽ không có độ cứng, nó không có quá cao đâu. Soi cho anh em xem kỹ. Cây này sản xuất tại Korea nha anh em, được sản xuất tại Hàn Quốc. Đó. Thằng ánh kim cũng rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 700 nha anh em, 700k cộng xếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 gửi cho mọi người là một cây cần he chi. Thì cây này là một cây cần he chi hai đọt nha anh em, hai đọt. Và cây này dài thì sẽ là 1m5 và hai đọt. Đây. Hàng này cũng rất là hiếm. Đây, phôi sẽ là phôi sang ít nha anh em, phôi sang ít. Đọt sẽ là đọt tháp, he chi là 100% đọt tháp hết nha mọi người. Thì cây này dài 1m5, độ cứng là độ cứng 8 và độ cứng 15, hai đọt nha mọi người, một đọt độ cứng 8, một đọt độ cứng 15. Bát sẽ là bát Fuji Daiwa. Cán cái này thì nó hơi bị chảy một tí mọi người. Đây. Bán hàng thì soi kỹ cho anh em xem. Phôi phen thì ok hết nha. Cái này được sản xuất tại Taiwan nha nè. Được cái là độ dài chuẩn, độ dài chỉ có 1m5 thôi. Anh em câu trên ghe trên bè, di chuyển cũng rất là dễ luôn. Phôi sẵn ít. Thì cái này nặng là 105g, đọt 1 ly, độ cứng sẽ là 8 và đọt 1 ly 2, độ cứng sẽ là 15. Thì giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu nha nè, 1 triệu cộng ship cây số 9 nha. Cây đây qua, rất là ok nha mọi người. Rồi, tiếp theo cây số 10. Cây số 10 vẫn gửi cho mọi người, vẫn là một cây cho anh em về câu bè nè. Đó. Đây, cây này là cây cần của hãng Sakura nha anh em, Sakura, hàng nội địa. Thì cây này nó dài chỉ có 1m3 nha anh em, dài 1m3. Có xây sát nha mọi người. Đó. Phen của cần sẽ là phen Fuji. Đó. Đọt ở đây. Đó. Cây này hình như là bị hụt đọt nha mọi người. Đó. Gãy đọt, gãy đầu vô. Thì cần sao thì mình sẽ báo cho anh em vậy thôi. Đó. Tổng thể ngoại hình ok, còn rất là sáng. Đó. Độ cứng, độ ranh của cần thì vẫn vậy, đảm bảo cho anh em yên tâm. Đây. Công vô hình chữ C luôn nè, đó, thấy không? Các tín hiệu rất là tốt nhé. Cần thì cái góc họ quấn rất là đẹp. Đây. Không có gì phải chê hết. Thì cái này nó nặng là 105g, dài 1m3, đọt 1 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi nha anh em. Và giá công khai cây số 10, giá sẽ là 650k nha mọi người, 650k cộng ship cây số 10. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 11. Thì cây số 11 lên cho người là một cây cần khá là quyết. Đâu lâu mới gặp cây này một lần nha mọi người. Thì cây này nó sẽ còn tối luôn nhé, còn tối. Đây anh em, một cây cần he chi. Đó, đọt sẽ vào đọt như thế này, đọt nó sẽ chỉ có nửa cái cần thôi nè. Đó. Thì nguyên khúc đọt này sẽ là nguyên khúc đọt đặc nha anh em, nguyên khúc đọt đặc luôn. Đó. Đọt đây cực kỳ dịu, cực kỳ dịu và dẻo, cần thì rất là đẹp đây. Đó.
càng thì rất là đẹp. Đọt này nó giống như dạng Ikeba rồi, đọt nó gờ càng. Thì ship thì sẽ gửi cho mọi người cái ống nè để đựng cái đọt nhé. Đây cần thì cần sơn giả trúc nha anh em, sơn giả trúc rất là xịn sò. Bát sẽ là bát Pussy. Thì cây này là một cây cần của hãng Alpha Taco, một cây nội địa nhé, tem đầy đủ, sơn giả trúc nha, làm cái mắt trúc này rất là ok, rất là đẹp nè. Cần thì ngoại hình ra tầm khoảng 93-95% nhé, rất là đẹp. Đây mọi người, fan Pussy loại xám nhé. Đây mấy cái mắt che này, mắt chút nè, làm họ làm rất là đẹp nhé. Đọt nó sẽ cắm như đây. Đây đó, ok nè, rất là đanh nha mọi người, đọt rất là đanh. Cây này có cảm giác còn gì bằng nữa. Đặc biệt cây này dài chỉ có 1m65 thôi nha anh em, dài 1m65, nặng là 112g. Đọt cây này sẽ là đọt 1 ly 4, nhưng mà độ cứng nó ra tầm khoảng 5-10 thôi nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 5-10 thôi. Càng rất là hiếm, lâu lâu mới về một cây thế này. Rất ok nhé. Phen bát Pussy, bu là bu shit nhé. Rồi giá công khai cây 11 giá là 1.400.000 mọi người, 1.400k cộng ship cây 11. Tiếp theo gửi cho mọi người là cây số 12. Thì cây số 12 gửi cho mọi người là một cây còn hợp nữa mọi người, một cây full hợp luôn, còn hợp và còn túi nè. Để hình con cá bò nè, đó cái từ Nhật về nhé. Thì cái này nó dài là 2m1, dài 2m1, thu gọn là 109cm, nặng là 160g. Và cái này đọt của nó sẽ là một ly, đọt 1 ly 1 mọi người, đọt của nó 1 ly 1, giá nó bán tại Nhật là 27.000 yên, nó ra tầm khoảng 1.500 từ Việt Nam, giá kinh khủng đây mọi người. Nhưng mà thực chất thì cái cần này đẹp lắm. Đây cái gốc của cần thôi mà họ quấn rất là kỹ xảo mọi người, rất là công phu nhé. Rất là xuất sắc cái cốc, gốc và phen phôi keo chỉ thì cái cần này họ làm rất là đẹp, chuẩn chỉ luôn. Đây, mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Phen sẽ là phen xít hết nha mọi người, phen xít hết nguyên cây luôn. Đó. Bát sẽ là bát Pussy, phen là phen xít, sơn là sơn giả trúc nè. Rất là đẹp. Cây cần sẽ đẹp từ gốc tới ngọn luôn, không có chỗ nào phải chê. Đây, phen xít hết nha, Pussy. Cây này thì dạng chuẩn chỉ về cho anh em nào dạng xuất tầm, anh em mấy cái này anh em sắt đi câu là không có sợ đụng hàng với anh em nào luôn. Đó, chỉ có mình anh em có thôi. Ok, gần Ruby nội địa, gốc đây ưng nhất là cái gốc, vẫn mấy cái chỉ rất là đẹp, xuất sắc. Thì cái này nếu xét độ cứng thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 10-15 nha anh em. Đây kéo đọt nó công hình thế này. Đó, khá là đẹp. Rồi giá công khai 12 giá là 1.250k nha mọi người, 1.250 cây số 12. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 13. Cây 13 lên cho mọi người quẳng một cây còn hợp luôn, còn hợp và còn túi nhé, túi xin hợp xin luôn. Thì cái này nó nặng, nó dài là 1m8, đọt 2 ly. Đó, đọt 2 ly. Nặng là 130, nặng là 135g nha anh em, nặng 135g. Giá cái này bán tại Nhật nó ra tầm khoảng 12.900 yên, ra tầm khoảng gần 2 triệu nhé. Đó. Đây, mấy cây cần full hợp thì về thì anh em yên tâm, rất là mới. Thì cái này một cây cần của Suzumi nha anh em, Suzumi. Phen là phen ship, phen ship mà phen này là phen hãng nha anh em, nó nói kỹ, phen hãng là phen hãng, phen Pussy, Pussy báo gõ cho anh em. Đây phen ship hãng nha, cần rất là mới. Bát cần sẽ là bát Pussy luôn nha mọi người. Đây cái chỗ này nó sẽ có cái đệm cao su nè,
Đó. Vậy mình cao su cầm rất là chắc tay nha, rất là dính nhá. Đó, rất là đã. Càng rất là đẹp. Đọt sẽ là đọt tháp Yumi, càng không còn nhịp với bạn, xuất sắc. Để xem độ cứng cái này, độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 20-30 như này, 20-30 cái này chắc lên bè câu ngâm ok rồi. Đó, câu cá cốc nè, cá chim nè, câu hanh cháp nè, câu cá mú nè, ok nhá, độ cứng ra tầm khoảng 20-30 nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 13 giá là 750k người, 750k cây số 13. Tiếp theo cây số 14, cây cuối cùng, cây cuối cùng gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Ryobi, một cây Heiichi cán máy chèo. Đó, bát là bát Fuji, phen cần sẽ là phen Fuji. Thì cái này dài 2m1, nặng là 130g. Cần này thì chỗ này nó, cái keo này nó bị ố màu một tí thôi nha anh em, nhưng còn rất là chắc nhá. Đây cũng vậy. Đó, cần sau thì cố gắng bảo cho anh em vậy. Tổng thể còn lại thì ngoại hình cũng có ok, rất là đẹp. Bù sẽ là bù xít như thế này, bù xít bột chè. Còn mấy cái keo này xấu một tí thôi, phần còn lại rất là đẹp nhé. Phôi căng thì rất ok, chỉnh chỉ, không lỗi lầm gì hết. Thì cái này độ cứng nó ra tầm khoảng 10 đến 5 thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 5-10 thôi nha anh em. Chuyên về cho anh em có cảm giác nhé. Đây, cái đọt đẹp nha. Đọc rất là đành nha. Đây, thấy không? Mấy cái đọt này thì nó phát tín hiệu báo cá còn gì bằng nữa mọi người. Rồi giá công khai cây cuối cùng, cây 14 giá 700k anh em, 700k cây 14 cây cuối cùng. Rồi đó, tổng cộng 14 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.